Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip về trải nghiệm đội hình cũng khá ngon của một bạn Hoài Lợi nha anh em. Đó, thì bạn này thì cũng hay nhờ mình nạp FIFA Ball đó. Mạng rất là nhiều nên đội hình cũng khá là ngon em. Đội hình mình nghĩ là tổng là trên 300 em, gần 400 em á. Đó. Thì mình thấy rất là ngon nên mình mượn mình trải nghiệm mình review cho anh em ha. Đội hình này thì có được 3 con Remaken nè, con Netvet nè, Palat và còn Luis Figo rất là ngon. Cặp tiền đạo thì Lewandowski nè với Mbappe cũng khá ok anh em. Tiền vệ thì có Rainer và Ballack. Thì mình sẽ không dùng con Kante nha anh em, mình sẽ dùng đội hình 4-2-4 nha anh em, tấn công nha. Đó, rất là khủng khiếp luôn. Thì đội hình này mình thấy rất là ngon, leo ren lên một em là thấy dư luôn rồi đó. Ấy, quan trọng là anh em đá như thế nào thôi. Thì anh em mình làm một clip về đội hình này thấy mình thấy ngon quá nên mình trải nghiệm mình chia sẻ anh em ha. Thì nếu mà anh em muốn có đội hình này á thì phải tầm ít nhất là 350 em nha anh em. Đây mình đang xếp vô đội hình đây, cho con Marquin Hot vô là hoàn thành đội hình rồi đó. Đấy là đúng 350 em luôn anh em thấy không, 350 em, 980 over 107 rất là ngon luôn. Nói chung đội hình này nạp rất là nhiều anh em, cũng phải gần 20 củ đó là 20 triệu anh em. Thì ok anh em, bây giờ mình sẽ vô trận đấu mình trải nghiệm ha. Thì anh em nào muốn nạp FIFA Ball á thì có thể inbox Zalo mình nha. Zalo thì mình để ngay đầu clip á, anh em có thể nạp thì inbox Zalo ha. Bạn Lợi thì nạp rất là nhiều, nó nhìn nhờ mình nạp nhiều lắm nên có đội hình rất là ngon rồi. Nói chung nạp cũng đẳng cũng ngon anh em. Đó, ai có hàng ngon không à. Thì bây giờ mình vô trận đấu mình trải nghiệm như nào anh em ha. Đây trận đầu tiên đây, hay lắm. Neves, Mbappe không được rồi, Lewandowski vừa mất bàn rồi. Hay lắm, Luis Figo, Lewandowski sút không được rồi. Đội bạn vừa cản phá một cú sút của Lewandowski. Partey, hay lắm Partey, mất bàn rồi. Ballack, Luis Figo, Lewandowski không được rồi. Đường chuyền của Luis Figo cho Lewandowski nhưng hoàn công rồi, phạm lỗi rồi. Thì cái đội hình này mình đánh giá là rất là ngon nha anh em, leo ren rất là tốt luôn, leo ren hết chưa hết đó, đó rất là ngon luôn đó. David nguy hiểm quá, David làm gì đấy, không được rồi, một pha cứa lòng nhưng không thành công rồi. Quá nhiều cầu thủ chất lượng anh em, mình thấy cặp tiền đạo Mbappe và Lewandowski thấy ưng rồi đó, thấy là ngon rồi đó. Nhìn chung là hai con tiền đạo xuất sắc nhất hiện nay rồi. Nguy hiểm quá David, hay gì sút bao. Mình đang nói chuyện cặp tiền đạo của mình thì David đã ghi bàn rồi, quá là hay luôn em ơi. Một pha dàn xếp tấn công quá hay của đội bạn luôn, 1-0 rồi. Không sao anh em, mình sẽ đã bình tĩnh lại. Nói chung là mình còn rất là nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình nên có thể là từ từ sẽ đột phá thôi em, những điểm nhấn thôi. Ok bây giờ mình tiếp tục nha. Ballack, MP, Rainer, Lewandowski đúng rồi, chậm quá, sút đi, sút, không vào. Một pha sút xa quá nguy hiểm của Lewandowski anh em. Không sao, đang có tín hiệu top của anh em. Thấy, đang tấn công rồi, mình sẽ bật attacking lên nha anh em, tấn công lên nha anh em. Figo, hay lắm, Lewandowski, Rainer, Ballack, sút, không vào. Góc đó hẹp quá anh em, Alisson đã đẩy ra rồi. Thật góc. Chỉ vào. Đánh đâu. Vào. Marquin Hot anh em. Hay lắm. Marquin Hot tì không cao nhưng mà bật nhảy rất tốt anh em. Đã gỡ hòa rồi. Tuyệt vời luôn. Một đều rồi. Mình đã nói là cặp tiền đạo mà cặp tiền đạo chưa ghi bàn mà hậu vệ đã ghi bàn rồi. Quá hay luôn. Một đều nha. Đội hình này thì mình nghĩ là có một số vị trí thì cũng không cần thiết phải thay đâu, còn lại thì có thể là thay được vị trí CB này. Còn CB thì cứ nên nghĩ thay con Marquin Hot cũng được, và một con DS thì cũng có thể là hay hơn. Một pha đi bắn của Batty không thành công rồi. Rainer đã cũng khá hay anh em. Luis Figo con đúng rồi. Lewandowski, Figo hay lắm. Một pha phối hợp với Lewandowski, Figo làm gì đấy, không được rồi. Một pha chuyển sệt của Lewandowski vô trong nhưng không thành công rồi.
Hiệp 1 kết thúc tỷ số là 1 đều rồi. Nhìn chung hiệp 1 thì diễn ra khá cân bằng anh em. Đây hai bên đều tấn công rất là tốt. Một bên có một bàn thắng. Bây giờ hiệp 2 ha, xem nó như thế nào đây. Mbappé. Rainer. Chuyển lên, đúng rồi. Hay quá. Addison đã chọn vị trí ra lấy bàn rất hay rồi. Đánh đầu. Còn không được rồi. Lấy ra. Các bạn lại là chuyển sai rồi. Thì cái đại nạp thì tự nhiên là cũng khá ngon em. Nếu mà chơi Ronaldo Utopi nữa thì quá tuyệt vời luôn. Vilandoski sút không được. Vilandoski vừa có một pha sút xa nhưng mà trúng hậu vệ rồi. Mình nghĩ Lewandowski đã cũng khá hay anh em. Figo, Lewandowski. Thì tiếp là những pha xử lý của Lewandowski không thành công. Hợp lỗi rồi. Cancelo. Neves. Blood. Lewandowski. Mbappé. Vẫn lại Mbappé. Hay lắm, Lewandowski đây. Chống quá, sút. Vào, 2-1 rồi. Mình vừa nhắc Lewandowski nãy giờ xong. Đã ghi bàn rồi anh em, quá hay luôn. Đấy, dịch chuyển khá tốt anh, từ xa luôn anh em ơi, quá đẹp luôn. Đây, một cú sút góc hẹp anh em ơi, quá hay. Tỷ số là 2-1 rồi. Thì mình nghĩ đội hình này mà có con Ronaldo Utopi nữa thì cũng khá ok, là tuyệt vời luôn anh em. Thay cho Lewandowski hoặc là Mbappé cũng được. Đó, mình nghĩ con nào cũng hay hết. Thì tùy theo cái số coin mình có mình mua thôi. Malap, Hakimi, Lewandowski, Luis Figo, Lewandowski, làm gì đây? Rainer, chống quá Rainer, sút đi, sút, vào, 3-1 rồi, một cú lộn ngược dòng, quá tuyệt vời anh em. Tuy bị dẫn trước nhưng mà rất là bình tĩnh anh em, rất bình tĩnh đã là anh em gần quá chất lượng anh em, thấy không? Những cầu thủ của cá nhân rất là chất lượng nên. Tất cả đột phá trong những tình huống ghi bàn chút từ xa mà những điểm rất tốt anh em. Rainer Ballack nè, Lewandowski nè, nhưng mà vẫn chưa thấy Mbappé anh em. Mbappé lên tiếng, Mbappé đã đang im hơi lặng tiếng quá trận đấu này rồi. Thì gần cuối trận đấu rồi, mình xem Mbappé như thế nào đây em ơi. Dồn banh cho Mbappé ghi bàn thôi. Đây Mbappé đây, đúng rồi, Neves, đúng rồi Mbappé, hay lắm, chống quá, sút đi, sút. Wow, thấy chưa, mà vừa nói xong Mbappé đã ghi bàn. Quá hay luôn. Và là tiền đạo của mình đã ghi bàn. Hai cầu thủ ghi bàn anh em, là Lewandowski và Mbappé đã ghi bàn rồi. Quá hay. Một trận đấu là tưng bừng anh em. Một cuộc đội dòng tưng bừng luôn đó. Hiệp 1 chính bị dẫn trước 1-0 mà gỡ hòa ngay hiệp 1 luôn. Hòa bùng nổ. Quá hay luôn, anh em mà hết giờ rồi, 4-1 rồi. Một trận đấu hay của đội mình anh em. Thì bây giờ mình sang trận đấu thứ hai, xem như thế nào anh em ha. Nói chung là mình thấy đội này quá hay anh em ơi, quá ngon rồi. Anh này là có điều kiện thì cứ build từ từ hơn em, không cần nhiều đâu. Mấy con team icon thì giá là khá cao rồi. Đội hình đội bạn cũng khá ổn anh em, có Mane và Mbappé tiền đạo kìa. Ballack, Neves, Cancelo, Neves, Cancelo. Một pha đây tham gia tấn công của Cancelo. Ballack hay lắm. À đây, Mbappé sút. Wow. Một pha phối hợp đầu tiên và cú sút đầu tiên đã ghi bàn lên em ơi. Mbappé nha, quá tuyệt vời. Mbappé trận đấu vừa rồi đó im hơi lặng tiếng, trận đấu này mới vô đã ghi bàn rồi. Và một cú sút xa tuyệt vời. Nhìn chung là mấy cầu thủ của sự kiện tốt y này anh em. Thấy sút xa rất tốt này. Mấy cầu thủ mà tiền đạo á. Xả rất tốt luôn đó. Cancelo, Guerra, Bradley, hay lắm, Luis Figo, Mbappé, Mbappé hay quá, bứt tốc, Mbappé sút, không vào, một vài bứt tốc của Mbappé anh em, một vài bộ lỡ cầu đáng tiếc, Mbappé đá quá hay anh em ơi, cái phiên bản này mình nghĩ là đá cũng là ngang ngang với Utopi anh em, có thể hơn đó, tại vì mình nghĩ cái skill á, cái skill của con này thì đỡ hơn cái skill con kia gấp bàn khó khó qua người quá.
mà như kiểu này cũng gấp ăn qua người bên em. Đúng rồi, sorry anh em, hình như em gấp ăn, gấp ăn luôn đó. Thì khác cái kêu mà cái kêu gọi là cái kêu mà hỗ trợ bút đó, anh em đó. Nó đâu vào rồi em, bên em thấy chưa, em bên bị đội bạn đã cũng khá hay anh em, tỷ số là 1-1 rồi. Trận đấu này diễn ra cũng khá là đôi co anh em, đôi công rất tốt anh em, hai bên luôn 1-1 rồi. Phút tư hành vậy mà hai bàn thắng rồi, nói nữa không được rồi. MB về ra Mane, một vài đi kêu của Mane nhưng không thành công rồi. Palace MB hay quá, Lewandowski anh làm gì đây, sút vào 2-1 rồi. Một pha chuyền của MB cho Lewandowski rất là hay anh em, một pha đỡ ngực tuyệt vời luôn, một pha đỡ ngực bắn xuống. Lewandowski rất là bén anh em, đây là đói, một pha đỡ ngực rất hay luôn, cắt ngang hậu vệ luôn, và như hậu vệ Kaby đâu lâu đâu bây anh em. Chi ra yes nó phát anh bb các bạn là chuyển khai tấn công hay lắm, nguy hiểm, sút không vào, một pha phản xạ tuyệt vời của Couto anh em. Ấy, một pha phản xạ tuyệt vời luôn. Bật góc, chuyền vào. Đánh đầu, đội bạn đang có vẻ dồn lên tấn công. Nguy hiểm, hay quá. Thành công. MBB, nét vét. Đúng rồi, nét vét. Chuyền xuống, chóng quá. Trời ơi, hết giờ anh em. Rồi, tức thật. Rồi, chứ đó mà chuyền xuống là nguy hiểm rồi. Chuyên gia anh em, chuyên gia mà bị tình huống là đang tập tấn công rất là nguy hiểm mà chụp tài lên kết thúc trận hiệp 1. Rất là đi với nó thiệt anh em, thiệt chữ nó là nguy hiểm thật. Thôi, mình qua hiệp 2 thôi. Lỡ rồi bỏ thôi. Mình đã nhân trước mà anh nè. Chi ra Jorginho. Mbappé. Không được, một pha đi kêu nhưng không thành công. Nedved. Reiner. Nedved. Hay lắm, một pha phối hợp giữa Reiner và Nedved. Mới là Reiner, chuyện quá. Mbappé, chống quá, sút đi. Sút, vào. Một cú đúc cho Mbappé rồi anh em ơi. Quá tuyệt vời. Quá hay luôn. Mbappé hay quá anh em ơi. Hôm nay chọn vị trí rất tốt anh em. Rất là chống chạy luôn, không ai kèm luôn. Trời ơi, chống quá, được bạn quá lơi lỏng trong phòng thủ rồi. Thế đó, để Mbappé xuống là chết. 3-1 rồi. Còn MBB hay quá vậy, không được, MBB qua được một cầu thủ nhưng mà cầu thủ thứ hai không qua được rồi. Nedved, Nedved, còn Nedved, Balak, không được rồi, Balak định chuyển xuống cho Lewandowski nhưng mà không được. Balak, còn Lewandowski, MBB, MBB, sút không vào, ôi MBB chỉ đợi hay quá này ơi, một pha sút xa của MBB. Bật góc, chuyền vào, đánh đầu, không vào, một pha đánh đầu của Marquinhos Hot anh em. Đây tiếp tục nè, là Marquinhos Hot, đánh đầu, vào, 4-1 rồi, Marquinhos Hot anh em. Tuy chiều cao không tốt nhưng mà đánh đầu rất tốt anh em. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi, 4-1 rồi, một trận đấu tưng bừng. Thường thường là mình hiệp 2 đá hay quá anh em, hiệp 2 nó tưng bừng quá anh em, hiệp 1 một đều nhưng mà hiệp 2 nó tưng bừng quá. Hay trận này hiệp 1 2-1 anh em, mình sorry anh em, mình lộn trận trước. Mane. Không được rồi. Các bạn đang cố gắng dồn lên tấn công nhưng mà vẫn chưa có pha nào phối hợp anh ấy hết. Mbappé. Lewandowski hay lắm. Không được rồi, mất bóng rồi. Một pha phạm lỗi của hậu vệ rồi. Rồi bạn tiếp tục thay người. Phút thứ 83 rồi. Chuyển xuống. Đánh đầu không được rồi. Đội bạn đang khá nôn nóng anh em ơi. Trận đấu có lẽ là an bài anh em ơi, an bài rồi. 4-1 rồi. Đội bạn hay quá, Lewandowski. Nedved bắn xuống kìa, Nedved, anh làm gì đây? Sút. 5-1 rồi. Một trận đấu tưng bừng luôn. Có lẽ đội bạn đã vỡ trận rồi anh em ơi. Vỡ trận rồi.
Theo mình đánh giá đội hình này quá hay anh em ơi, đội hình quá mạnh luôn, cầu thủ quá hay luôn rồi, tuyệt vời luôn. Thì anh em thấy cái clip này hay nhớ like cho mình nha anh em. Đấy, có lẽ trận đấu kết thúc rồi anh em ơi, 90 rồi, quá tuyệt vời luôn. Anh em nhớ like clip này nha tay mình ha, nếu thấy hay ha. Anh em mà chưa đăng ký thì đăng ký cho mình một sub nha anh em. Vẫn còn Lewandowski. Hết giờ rồi anh em. Đấy, trận đấu kết thúc rồi anh em. Đội hình quá hay luôn anh em ơi, hai trận đấu tưng bừng luôn. Anh em thấy hay thì nhớ like cho mình nha. Anh em chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.